Xin chào tất cả quý vị và các bạn quay trở lại kênh YouTube Nhà 5D. Trước mắt các bạn đang là một mẫu bồn cầu hai khối chính hãng đi theo thương hiệu Toto, có mã hiệu là CS300DRT8. Đây được coi là một trong những mẫu bồn cầu có giá thành rẻ nhất của Toto thời điểm hiện tại. Và sản phẩm này có đặc điểm gì nổi bật thì mình và các bạn sẽ cùng nhau đi vào tìm hiểu chi tiết nhé. Trước tiên là về thiết kế. Mẫu bồn cầu này có thiết kế mình đánh giá là không có quá nhiều điểm nổi bật, khi nó vẫn mang những hình dáng thiết kế hình khối của những cái mẫu bồn cầu truyền thống. Các chi tiết khác, mẫu bồn cầu này được làm chủ yếu từ vật liệu sứ cao cấp với công nghệ độc quyền của Toto, giúp cho bề mặt sứ luôn luôn sáng bóng, chống bám bẩn cũng như là có tuổi thọ lên đến khoảng 30 năm. Mẫu bồn cầu này sử dụng hệ thống siphon hai nhấn xả. Một lần xả nặng của nó tiêu tốn khoảng từ 4,8 lít và một lần xả nhẹ tiêu tốn khoảng 3 lít. Về hệ thống siphon xả bên trong két, mình sẽ cho các bạn xem nhé. Xem chi tiết bên trong này. Đây là hệ thống siphon xả độc quyền chỉ có Toto mới có thôi. Đó, các bạn thấy không? Siphon này cũng làm chủ yếu từ vật liệu nhựa. Bên trong két đấy. Made in Việt Nam. Về kích thước, mẫu bồn cầu này có chiều dài thân tổng thể ở đây là 695mm, chiều rộng là 453mm và chiều cao là 770mm. Kích thước mẫu bồn cầu này thì cũng tương đối là trung bình, tuy nhiên chiều rộng là khá là lớn với cái phần két to như này. Về nắp của bồn cầu, này với cái mã hiệu là CS300DRT8 thì trên thị trường có một số mã là CS300DRT3 cũng như là E2. Đó là cái ký hiệu của đằng sau, chính là cái mã của cái phần nắp các bạn nhé. Và đối với mẫu bồn cầu này thì mình lựa chọn cái nắp ở đây là mã là TC600VS. Đây là một trong những cái mẫu nắp mà mới nhất của Toto với rất nhiều những cái điểm cải tiến. Tương tự như các sản phẩm trước mình giới thiệu thì cái nắp này được làm chủ yếu từ vật liệu đó là nhựa cao cấp, nhựa bóng, khá sang trọng. Tuy nhiên khi mà trong quá trình sử dụng các bạn cũng phải lưu ý, bởi vì những cái nắp mà nhựa bóng như này cũng rất dễ xước. Và đặc điểm mà mình đánh giá rất cao, đây là nắp dây êm với hai cái nút nhấn vật lý ở đây, các bạn thấy không? Với cái hai nút nhấn như này chúng ta có thể dễ dàng tháo ra. Đó, cực kỳ dễ dàng tháo lắp. À, sau đây chúng ta có thể lắp lại vào như cũ. Rất là đơn giản, chỉ việc nhấn hai cái nút này thôi. Với mức giá thành rẻ như vậy thì mẫu bồn cầu này chỉ sử dụng một chế độ xả thôi. Cụ thể ở đây là chế độ xả thẳng, hay còn gọi là xả vành đấy. Xung quanh những cái vành này thì có những cái đường nước ở phía dưới. Vành này là vành xả đặc, xả vành đặc. Thế nên là trong quá trình sử dụng thì nó sẽ dễ dàng vệ sinh hơn so với những cái mẫu bồn cầu hai khối sử dụng chế độ xả vành mà dạng vành rỗng. Vành rỗng sẽ rất nhiều khe kẽ và chúng ta rất khó vệ sinh. Và trong quá trình nhấn xả, nước sẽ được xả trực tiếp từ những cái vành này xuống và đẩy các chất thải đi. Đây là chế độ xả phổ biến trên các mẫu bồn cầu hai khối. Về ưu và nhược điểm thì với cái chế độ xả như thế này thì nó thường sẽ gây ồn. Xả thì vẫn sạch thôi, nhưng mà về lâu về dài thì nếu trong quá trình lắp đặt ấy, các bạn và cả đường ống của bạn mà không đảm bảo thì nó có thể sẽ gây ra cái hiện tượng đó là trào ngược những cái vết bẩn trở lại. Thế cái này các bạn cần phải lưu ý. Chế độ xả thẳng kết hợp với cái hệ thống siphon hai nhấn tiết kiệm nước. Trên đây là bản đánh giá của mình về mẫu bồn cầu hai khối hai nhấn xả chính hãng đến từ thương hiệu Toto, có mã hiệu là CS300DRT8. Nếu các bạn quan tâm sản phẩm này, hãy liên hệ ngay theo các thông tin mình để trên màn hình ở đây, hoặc click vào phần mô tả video này để biết thêm chi tiết. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.